con đâu rồi? Bà con đây nè, con đi nè. Bà ơi con đi nè. Thế bà con đi. Bắt con đi. Bà con đi, bà con đi. Mẹ. Đúng rồi mẹ, Hương này dám đánh bà. Mẹ u cho mẹ. Ủa ba mới giận. Ba có gì vậy ba? Vậy đó. Cái gì vậy? Tao hỏi, có phải mày khoe với thằng Tiến cái giá thành sản phẩm của công ty mình không? Dạ ba ơi, thật ra chuyện này đúng không? Tại sao con ngu quá vậy con? Tại sao mày nói cái chuyện bí mật công ty cho đối thủ nghe? Dạ dạ không 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 cái gì mà. Tao nói là bao giờ cũng phải giữ mồm giữ miệng phải không? Biết không không? Dạ ba ơi, không có thanh minh thanh gia gì ở đây. Trời ơi. Không phải, không phải, không phải, không phải. Bình tĩnh cái gì sao bình tĩnh được? Ba bình tĩnh nghe con nói nè ba. Chuyện không phải vậy đâu. Không phải vậy mày im miệng. Kể từ dũng hôm nay mày mà mở miệng là mày chết với tao, hiểu chưa? Sao vậy ba? Không, không có sao gì hết. Mày có miệng thì coi như là mày không có miệng đi. Mày mà mở miệng hả? Ra khỏi nhà nha con. Ra khỏi nhà. Nhưng mà con có miệng mà. Nhưng không được nói. Mày mà nói thì mày sẽ ra khỏi nhà. Đây là lĩnh nghe chưa? Còn cả mấy người này nữa. Sao không trả lời? Tôi dặn nha, tất cả mọi người mà nghe nó mở miệng mà nó nói á, mà không có nói lại cho tôi biết á, đừng có trách tôi nghe chưa? Nhưng mà nhưng mày nói đi, mày nói một câu thôi, một câu là ra ngoài nha con. Chết thôi bà ba. Ui rẻ ơi là rẻ. Có ai ngoài đó không vậy? Ai đó? Con nè ba. Làm gì? Lấy giùm ba còn giấy vệ sinh đi, trong này hết rồi. Dạ. Cảm ơn con yêu. Ba đợi con xíu nha. Ông ngoại ơi, ba nói chuyện nè. Cái gì đó? Con phải đứng ba hả? Ba nói chuyện. Trời ơi, con nhỏ đi. Cái gì? Hả? Hồi nãy ba nói chuyện á, ba nói là làm chi lấy giùm ba cuộn giấy vệ sinh, trong này hết rồi. Vậy hả? Ôi ơi coi, con nữa. Cảm ơn con yêu, hết rồi. Cái thằng quỷ, bây giờ mày muốn mày đuổi khỏi nhà phải không? Tại trong này hết giấy vệ sinh rồi mà ba. Mày im, bây giờ tao dù có động đất hay là bảo cấp 15 mày cũng không được nói, hiểu chưa? Chứ có hết cái giấy vệ sinh mà đã la làng. Mày hết giấy vệ sinh mày không biết lấy quần mày lao hả? Dạ, con sẽ làm theo ý của ba. Làm theo lời mà mở miệng mà nói hoài vậy? Ngoài nói nữa. Nín. Cò ốc thì chai nho. Mày mở miệng nữa tao bẻ răng mày. Chú ơi. Tâm ý hả? Dạ, con để giấy ở ngoài nghe chú. Cảm ơn con nhiều nha. Bà đúng là quá đáng thiệt mà. Cứ gì hoài ai mà chịu nổi. Làm bèm gì vậy? Bộ anh muốn công ty của bà phá sản hay sao vậy? Nhưng mà lần này phải lâu của anh đâu. Em nhớ là ba phạt anh không được nói chuyện mà. Bây giờ mà anh thử la đó đi. Em xuống em mét ba cho mà coi. Bây giờ em cũng vậy luôn hả? Nè, bây giờ mà anh nói một tiếng nữa là em mét ba cho anh coi đó, anh có tin hay không? Có cãi đâu. Anh nên ngoan ngoãn nghe lời ba đi. Anh phải nghe lời ba thì ba mới mau hết giận được chứ. Coi lại bản thân của anh đi. Rõ ràng là anh sai rồi mà còn la nữa hả? Im. Sao rồi con? Được chưa? Nghe. Hả? Mày định nói gì đó? Ai cho mày ngáp? Không được ngáp. Ba à, anh chỉ ngáp thôi mà. Anh đâu có nói câu nào đâu ba. Đừng có nhiều chuyện. Ai với cái thằng ăn hại này hả? Ngáp cũng không được. Mày ngáp đi, mày ngáp đi.
Dạ con chào chú. Chú ngủ ngon không chú? Dạ vậy chú có muốn ăn trái cây không? Vậy chú muốn uống gì con pha cho chú nha. Cà phê ha chú. Dạ. Honda hả chú? À, hồng trà. Dạ, dạ con biết rồi, để con làm liền. Bà chú ơi, ở đây á, chú cứ nói chuyện bình thường đi, không sao đâu, con không có nói lại với ông đâu. Thiệt à? Dạ thiệt mà. Dạ. Chú cảm ơn nha. Dạ không có gì đâu. Tâm Ý. Dạ. Thiệt ra cái chuyện hôm qua không phải lỗi chú đâu. Dạ. Để chú kể con nghe nha. Cái chuyện hôm qua nó lại vậy nè. À, mà bây giờ con phải đi làm việc rồi chú. Đâu có sao đâu. Thì con vừa làm việc, con vừa nghe chú nói chuyện cũng được mà. Hả? Dạ. Thiệt ra cái chuyện hôm qua nó lại vậy nè. Đó đâu phải lỗi của chú đâu. Dạ. Chú cũng có nói với ông rồi, nhưng mà ông không có tin chú. Ông còn nói chú ngụy biện nữa. Con thấy ông quá đáng với chú lắm, đúng không? Ba. Dạ. Ba đang làm gì vậy? Phía chú hết á. Bây giờ chỉ có một mình con thôi. Chú tin tưởng con, chú trao cả niềm tin của chú cho con. Cho nên chú chỉ nói chuyện được một mình con thôi. Đừng làm chú thất vọng nha. Dạ. Còn cái chuyện này nữa. Cái chuyện này làm chú buồn lắm này con. Chú nói thiệt luôn á. Bà của chú lúc nào chỉ biết làm theo ý của mình, không có biết nghĩ tới cảm nghĩ của người khác. Còn với chú khiêm đúng không? Tâm Ý, bây giờ nếu như con nghe chú nói, con chỉ cần gật đầu một cái thôi cho chú có lòng tin nha. À, chú Khiêm á, hôm bữa ông nhậu, ông uống hơi nhiều, cái ông xỉn, ông có lỡ lời với bà. Bà chú chạy rớt con coi đó, chạy rớt mà về bắt chú đuổi việc người ta. Có quá đáng không? Trong khi đó người ta gắn bó với mình bao nhiêu năm trời luôn. Thì tình á, chú cũng biết giờ chú biết nó sao á. Tâm Ý, mình là con gái á, mình làm gì cũng nhẹ nhàng, dằn nhìn người chú hết rồi. Dạ, con xin lỗi chú. Nên sau đó bắt đầu con mới thiện chú được. Con biết không, hôm đó trời lạnh lắm luôn á, lạnh lắm luôn. Mà nở lòng nào bắt tôi chạy tới chạy luôn, chạy xô chạy ngựa đi lấy đồ. Trời ơi, chạy chị sao chịu nổi. Chú nói thiệt nha, chú ít lắm á. Nhưng mà chú thập cổ bé họng, chú đâu dám nói gì đâu. Chú có cái anh ơi! Anh! Đang làm gì vậy? Đi ra đây khiêng giùm em cái này cái. Con chào chú trước nha. Chú chạy ra khỏi phụ cô với chú vô chú nói liền nha. Chú kể nghe, hay lắm, hấp dẫn lắm nha. Coi chừng chị máu đó chị. Em thấy chị ngoái nãy giờ rồi. Đầu tay của chị bị ướt quá trời luôn nè. Chắc là tại chú đứng kế bên nói chuyện rồi nước miếng văng vô đó. Hình như lỗ tai chị bị nghẹt luôn rồi nè. Hay là chị mới với ông đi. Chú nói gì hoài, chị sao chịu nổi được. Không có được đâu. Chú không nói được cũng tội nghiệp chú mà. Để chị chịu cũng được. Chị bệnh hả? Sao chị cứ ho hoài vậy? Sáng giờ luôn á. Chắc vậy quá à.
Thôi chị ngủ chút nha. Lúc về ngày mai chú đừng nói nữa. Chị đi bệnh viện nha. Thôi, không cần đâu. Chị đi cũng đâu có nổi. Chị nằm đây nghỉ được rồi. Hay là để em kêu anh Nguyên đưa chị đi nha. Thôi, không cần đâu. Chị ngủ chút là khỏe rồi. Em thấy lo quá à. Một chút nữa là chú Ngọc về rồi. Chú mà về thì chú còn nói nhiều hơn nữa đó. Chắc bữa nay chú không có nói nữa đâu. Còn gì nữa đâu mà nói. Ý ơi, chú mới gặp chuyện này lạ lắm. Nếu như kể từ đầu đến cuối, chắc cũng phải 3-4 ngày mới hết. Khoảng 5 phút nữa chú về tới, còn phải nghe chuyện này mới được. Chị, hôm nay không được rồi. Chị phải đi trốn thôi. Trốn ai? Trốn cái gì? Chị phải trốn chú Ngọc. Ờ, vậy thì chị phải tìm chỗ nào an toàn mà trốn nha chị. Trời ơi, rất mệt rồi mà còn gặp chuyện này nữa. Ra ngoài chừng nào mới về? Dạ con không biết. Thôi nếu vậy con ngồi đây nói chuyện với chú một chút nha. Dạ được chú ơi. Sao vậy? Con đau bụng quá, con xin lỗi chú nha. Nói một chút thôi mà. Dạ kỳ vậy ta. Tâm ý đâu rồi? Sao con lại trốn chú vậy? Hình như con không muốn nói chuyện với chú thì phải. Tâm ý, con làm gì trên đó vậy? Bộ con không thích nói chuyện với chú nữa hả? Dạ không có đâu chú. Con ở trên đó làm gì? Dạ con lau nước tủ cho sạch. Ở trên đó đâu có cần thiết phải lau đâu con. Dạ cần chứ chú. Vậy con để đó một chút lau sau đi. Bây giờ con xuống đây, chú có nhiều chuyện muốn kể cho con nghe lắm á. Xuống mẹ nha con. Con bị bệnh hả? Ừ, uống thuốc đi, như vậy mới mau hết bệnh được biết không? Để coi chú kể tới đâu quên rồi ta. À, tới cái đoạn gặp thằng Tiến đúng không? Chuyện lại vậy nè. Còn hãy chú đâu gây thù chú quán gì không đâu.
Tự nhiên ông nở lòng là ông đối xử với chú vậy á, con coi vậy được không? Rồi chưa hết nha, còn ba vợ của chú nữa. Ông không biết chuyện gì hết á, tự nhiên cái nổi giận với chú à. Chuyện là vậy nè, để chú kể con nghe. Bữa chú gặp nó, cái nó mới hỏi chú là công ty trả lương bao nhiêu rồi. Thì chú mới nói là chú không biết. Nó chú nói vậy á, cái nó nói chú sao không? Nó nói thật ra là nó biết rồi, mà nó hỏi chơi thôi. Không coi vậy mà được á. À, đầu đuôi câu chuyện là vậy đó. Con tức không? Con nóng không? Tâm Ý. Dạ. Nhà đâu hết rồi? Dạ, mọi người ra ngoài hết rồi chú. Còn Tâm Anh thì đang ngủ ở trên lầu á. Hèn gì, thường ngày nhà sùm mà, hôm nay thấy lặng thinh à. Dạ, chú chờ con xíu nha, để con vô con chuẩn bị đồ ăn cho chú. Thôi khỏi, mới ngủ dậy mà ăn uống cái gì. Hôm nay chú được rảnh, không biết làm gì hết. Amana. Dạ. Chú nghe nói con là cao thủ ảnh thuật xì đúng không? Dạ, dạ cũng bình thường rồi chú. Bình thường? Bình thường như thế nào? Dạ, tại con chưa có chơi thua ai bao giờ hết. Có thiệt không á? Dạ, thiệt. Vậy thử chơi với chú đi. Dạ. Sao? Chú không đủ tầm chơi với con hả? Dạ không, con không có ý đó đâu. Vậy thì chơi nha. Tâm anh nó chỉ với chú hết rồi, truyền bí kíp với chú, nên chú chơi cũng đỉnh lắm á. Tại hạ xin được chỉ giáo, đúng không? Dạ, sao cũng được. Sao không được là sao? Phải đúng thủ tục chứ. Tới con đó. Được chưa? Ủa, sao kỳ vậy ta? Tâm anh chỉ mình đúng mà. Đáng lấy ra mình ra cái bao, bên kia ra cái búa mà ta. Chơi lại, coi như là xé nháp. Dạ, nữa hả chú? Đúng rồi, cái đó chỉ xé nháp thôi. Vì bây giờ mình chơi bình thường á, buồn lắm. Bây giờ mình chơi ai mà thua sẽ bị bún tráng. Bún tráng hả? Đúng rồi, chơi như vậy mới có tinh thần chiến đấu. Được chưa? Dạ. Tại hạ xin được chỉ giáo. Ủa sao kỳ vậy ta? Thôi được rồi, chú thua rồi, cậu buông đi. Anh hùng, nam nhi di chí, buông đi. Nè, buông đi. Ủa, đi đâu mất tiêu rồi? Con bé này. Tâm ý. Dạ. Bây giờ mình chơi quảnh đường xì lại một lần nữa đi. Nè, chú mới nghĩ ra quy luật này nè, nhất định chú sẽ thắng con. Nữa hả chú? Chơi một xíu thôi nha. Nhưng mà bây giờ con phải làm gì coi? Ôi vậy hả? Vậy để chú dọn cua. Dạ thôi khỏi đi, để con làm được rồi. Vậy mình chơi nha, chơi nha. Ngồi xuống chơi. Chú cứ để đây đi, cho con dễ dọn hơn. Ờ, vậy chú con này. Vâng. Lần này chú sẽ thắng con nè. Chơi một xíu thôi. Vậy một chút xíu thôi nha chú. Rồi, chuẩn bị chưa? Quy luật chú hay lắm á, chú mới suy nghĩ ra luôn á. Con. Sao qua thua hoài vậy ta? Được rồi, nè con bún đi. Con thắng. Dạ, bún đi. Thôi khỏi đi chú ơi. Khỏi gì mà khỏi. Con thắng bún đi. Nè bún đây nè. Dạ, vậy con bún nha. Bún đi. Ui da. Đâu quá. Lại, lần này chú sẽ thắng nè. Ủa, nhưng mà chú nói chơi một xíu thôi mà. Ủa, hồi nãy chú có nói gì hả? Không, bây giờ một xíu nữa thôi. Con còn làm việc nữa chú ơi. Chú suy nghĩ rồi, lần này chú sẽ thắng. Chú biết trong mắt con ra cái gì rồi. Một chút xíu nữa thôi. Nha. Con hả? Lại thua nữa hả ta? Sao kỳ vậy ta? Úi da. Thôi đi làm nha chú. Khoan. Một lần nữa. Một chút xíu nữa thôi. Nãy giờ nhiều lần chút xíu lắm rồi chú. Chút xíu nữa thôi, lần này chú thắng. Bây giờ chú biết cách rồi. Chú biết là con sẽ ra cái gì rồi. Tâm Ý. Dạ. Chơi một gián nữa. Nữa hả chú? Nhưng mà chú có điều kiện nha. Là con phải đổi cái mão lên. Tại vì chú đã đổi nó lên rồi, con đổi lên mới công bằng. Dạ. Chú suy nghĩ kỹ rồi, chú thua là vì cái mão này nè. Nhưng mà chú tin cái mão nó thiệt hả? Tin chứ, mọi người trong nhà nói ai đổi cái mão lên là sẽ bị mù mị. Chú đổi rồi, bây giờ con đổi đi. Đổi cho công bằng nha. Đổi lên.
Đó. Đó. Thêm bột mì chưa? Dạ. Chuẩn bị nha. Tài xin được chị dâu. Một, hai, ba. Đó, thấy chưa? Chú nói mà. Chú nói mà. Thấy chưa? Thấy chưa? Tại vì cái mão này nè. Mong lần này là chú giỏi hay tại cái mão làm cho con mù mị ta? Chắc là tại cái mão thiệt đó chú. Ờ, chú nghĩ vậy. Thì ra do cái mão. Cái mão làm chú ngu. Dạ. Vậy thôi con đi nha chú. Cái mão. Ê nè, khoan đã. Lại đây. Lại đây. Đưa Trang đây. Chú bị con bún rồi, bây giờ chú phải bún lại mới công bằng đúng không? Dạ. Nữa không? Muốn nữa không? Muốn nữa không? Con đi làm việc nha chú. Thì ra nếu không thua, không biết sẽ còn bị bắt chơi tới chừng nào đây. Dạ, con chào chú. Ờ. Chú đi làm hả chú? Đúng rồi. Dạ. Dạ, nó học hành sao rồi? Chú nghe nói là tháng sau thi đúng không? Dạ, cũng nhờ Nguyên mà con tiến bộ nhiều rồi. Cho nên là kỳ thi sắp tới con cũng không có lo lắm. Ừ, vậy có gì á cần giúp cứ nói chú nha. Chứ một mình Nguyên chắc cũng không đủ đâu. Dạ, con cảm ơn chú. Nè, bữa nào rảnh ăn tôi xì với chú nha. Dạ, chắc chắn rồi. Hứa rồi nha. Chú đi làm đây. Dạ. Chú đi làm cẩn thận nha chú. Chú biết rồi. Chú lớn rồi mà y như con nít, lại bắt mình chơi đến khi thắng thì thôi. Cũng tại cái mão quái quỷ đó mà. Trong con thời gian